Buổi sáng, xin chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Sáng nay thì mình lên quán chị Tư mình ăn sáng vì mưa quá trời cả nhà. Sáng giờ bán đỡ không Tư? Sáng giờ bán mấy con tô à? Sáng giờ bán con tô. Trời mưa quá. Mấy giờ đang bị mưa bão đang bão. Làm em tô mì tôm. Cái góc chân em vừa té vậy mà đến giờ nó bầm tím luôn rồi. Có uống mà uống mà cho tao làm không? Có bữa không có mua uống mà nó đỡ đau thôi ăn mà nó bầm. Giờ nhưng nó lên. Nước đá không vậy ta? Lấy hôm bữa em có pha nước đá mà còn bầm đây nó bầm tiên mì tôm xin mời cả nhà ăn sáng. Sáng mưa quá ta không có đi chợ, không đi ăn sáng. Mưa đầu hôm 4 giờ mấy gì á. Ừ. Mấy giờ giờ 18 giờ. Chuyển đen hết trơn. Bảo như nào đó. Không bảo vô 2-3 ngày. Mấy người cắt lúa bên mấy anh xong lúa ngay bão chưa, bên cắt rồi bên xong chưa cắt. Bên mình thì cắt rồi, nó xới rồi, xới đất rồi, mình kia mới chuẩn bị cắt. Mùa này đã cắt có công cộng có 10 bao, 12 bao. Trời ơi, 12 bao rồi, trúng rồi đó. Ở đây có người có 4 bao, 5 bao nữa kìa. Dữ, ê, thấp chưa? Ừ, 9 bao nữa. Có người mà bán người ta không mua nữa. Lúa sập rồi, cái mua hoài nó đen. Mưa này lúa sập rồi người ta cắt không được. Ừ. Xong rồi cái nó bỏ vào cọc luôn. Rồi lúa đem về nước làm gì. Lúa xấu xệ. Ở dưới 12 bao là trúng rồi đó. Cũng... tùy theo người, 14 bao cũng có, 12 bao. Ừ. 14 bao chắc công này. Bự nhỏ. Hả? Chắc ba bự nhỏ. Hả là công nó không đúng thì công mấy thì nó nói công. Ở 4 bao chắc không đủ phân thuốc. Nó bỏ vào cặp bã, nó bỏ luôn, nó xấu quá. À, lúa thất mà nó cũng có giá cũng đỡ. Giá mà nó không mua luôn, giá gì? 8.000 mấy, 8.200. Trực nhầm chỗ đặt tiền cọc 7.000 mấy cũng có, 8.000. Đặt cọc trước thì 8.000 mấy. Từ lúa nó sụp. Có chỗ thì nhận tiền cọc 7.900. Dạ có bạn. Không thấy. Không thấy. Không thấy.
Sáng nay trời mưa quá trời luôn cả nhà. Không quá. Tay phải không à? Tay trái không? Tay phải hay tay trái? Rồi đưa tay phải coi. Phải không? Còn thấy này sai sai nè. Nói chỉ gì? Chị đi bán dao mà chị sắm cho cộng dây chuyền vừa chán luôn cả nhà. Sai quá vậy. Rồi đưa tay trái nhẹ thôi. Tay trái không? Cộng dây chuyền cái cây à. Rồi cộng chuyền này là mai mốt có đi đám cưới cho mượn cho đi luôn á. Nếu tay trái tay phải trơn á nha. Đâu, chị bỏ tay xuống rồi kia đó bắt đây, bắt đây. Bắt tay trái coi. Đưa tay trái coi. Tay trái, tay trái. Giỏi quá. Đưa tay phải coi. Giỏi quá. Đưa tay trái coi. Để biết, nó biết nó mới nằm trong tháng à. Chó mà nó cũng thơm á. Cho nên đừng ăn thịt chó. Đi bỏ lại đây đi. Nó biết quậy nó đâu cho. Ăn hỏi tài tình luôn. Làm gì? Hỏi. Dạ. Mà tôi mở cái nước ăn hỏi cho coi. Ăn tài luôn á. Ăn hỏi ăn xài. Xài thì ăn vỏ không mà mua vậy đó. Cho thịt năn nỉ lắm á nha. Ăn hỏi cái chó này luôn nó cục vậy hả vậy? Hả? Cái chó này luôn nó cục vậy hả? Đây ta bắt cua á. Chứ là nghĩ cái cua nó cũng dài. Giờ mình đi chợ mình mua bắp cải với cà chua về mình trồng cả nha. Chỗ bán cây dốc. Bắp cải này nhiêu chú? 2.000. Lấy con chục cây này đi. Để bắp. Cà chua đó chú. Cà chua hết rồi cả nhà. Này là cải mần dưa chú. Đây xiên đá cả nhà. Xiên đá này nhiêu chậu chú? Cái này 30 nè. Dạ. Còn này 40. Dạ. Dạ. Bông hồng. À, cái cần thăng. Dạ. Bên kia là cải gì? Cải mần dưa hả chú? Bên đó bông cải. Dạ. Cần cải mần dưa. Hả? Bên kia là cải mần dưa. Cái đó là cải mần dưa. Dạ. Đây cải bé dúng. Chục 5.000. Bán con chục cải bé dúng. Nó lấy con 20 luôn đi. Dạ. Ổi này ổi gì chú? Ổi đó là ổi tím. Ổi tím. Cái bông đẹp quá. Cái này cúc đồng tiền. Xua đũa thì mớp, hũ qua, bí gợ, bắp nè, nó bắp tím hả chú? Bắp trắng mình tại vì cái cây nó tím. Yeah. Này đám cải cũ của mình nó lên cao cả nhà. Này bắt đầu mình tưới phân. Còn
bên lít cây củ cải đỏ thì nó lên le ngoe có mấy cây. cái xà lách thì nó cũng lên đều hết. Còn cái ngọt thì nó lên cũng đều, mà sao lá nó vàng quá cả nhà, này chắc thiếu phân. Rau tận ô thì nó cũng lên len me, mà thấy lá nó vàng, này chắc thiếu phân, chút mình pha phân tưới. Rau dền tím thì bây giờ mình cải tạo đất này lại, tại vì cái ô đất này á, thì mình gieo nó lên le ngoe có mấy cây, giờ mình cải tạo đất này mình trồng bắp cải. Bây giờ kiến lửa. Cái ô cải thì tím này nó cũng lên có mấy cây, giờ mình cũng cải tạo lại, mình trồng cải bẻ dúng. Còn cái ô bên đây là mình phải trồng bắp cải. Giờ bắt đầu mình trộn phân, mình xới đất lên. Mấy bữa nay mưa đất nó cũng mềm cái nhà. Ô này thì mình xới đất bằng mình trồng cải bắp. Bắt đầu mình trồng cái bẻ dúng cả nhà. Một hàng gì thì mình trồng 3 cây. Dạ, kiến lửa. Sáng mình mua 20 cây cải bẻ dúng, 10 bắp cải. Giờ bắt đầu mình trồng cải bắp. Dạ, thì mình gỡ cái bọc ra. Trời chuyển mưa đen hết trơn. Sáng mình đi làm vườn xong thì mình chạy vô chị Tư mình làm cơm ăn. Cô anh thì lặt cá bốn, Tư mặn cá chê. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm qua mình đi câu dính được con cá chê cả nhà. Giờ chị Tư với mặn chiên nấm gừng.
với mấy khứa cá dồ bữa anh Tư đến trời. Gà chiên và mắm đường. Cô Quanh thì lặt cá muống đang xào tỏi. Hôm nay làm hai món đơn giản. Rồi cô Quanh có lặt tỏi đang xào cá muống. Xào cá muống. Giờ thì chị Tư chỉ chiên cá. Xung quanh bắt lớp bằng luộc rau. Bỏ miếng muối với miếng đường. Giờ bỏ rau vô đừng trụng sơ. Dạ, yeah, okay. Giờ chị Tư cũng gấp ra dĩa. Đặt chí dầu chưa? Anh ơi. Giờ thì cô Quanh gấp ra dĩa. Cô Quanh đâm gì để làm mắm gì? Đâm. Chính rồi. Chính là gấp ra. Ok. Đói bụng quá. Cá tí nó phần. Chính cá chưa. Không? Mắm gừng ngon rồi, cái bụng nữa. Mắm gừng. Rồi chén mắm vô. Cá chiên chiên nước mắm với rau muống xào tỏi rồi chuẩn bị ăn cơm thôi. Tới giờ đưa Kinh đi ăn cơm, tới giờ đưa Kinh đi học rồi. À, tao đã thấy bà ngoài chợ nói nhỏ thôi. Ừ. Bán Hồng Yên ở đâu? Bán Hồng Yên ngay như đồng lộn á, ngay chỗ nhỏ đó, cây bây giờ đó. Ngày sáng mấy bà nó chợ bà tám một dịch rồi đó, bà tám thế rồi nó nhò vậy nè. Cô mới biết thì cô đâu có biết gì đâu. Mời cả nhà ăn cơm trưa. Mời cả nhà ăn cơm. Cả nhà ăn cơm. Hôm nay ăn cơm cơm gà. Thấy sàn vui quá ăn cơm gà. Ăn cơm sàn ghê. Cơm gà mà không thấy gà. Cá. Cá gà hết cá. Có gà gà đều cá nhiều quá ăn hết. Mình cũng ngán. Con gà rất ngán. Rau băng cá ngon. Em khoái ăn cá chê mà làm mắm gừng. Có khoái ăn rồi. Cá mà quên nó là để biểu thương.
luôn. Cá trê á, cú tú á, nó cầu á, lên ăn ngon á, thì gì cần trong mình câu. Chiều nay mình đi câu á. Nó ngon lắm nè. Em ăn cái này đi. Không phải. Nó ăn hết hả? Nó nhất là trứng cá. Đang mà cái ôm. Ôm, đi ho. Cá chê là phải ăn trứng cá, còn cá dầu thì phải ăn cái hàm. Cảm ơn cả nhà đã xem video ngày hôm nay. Đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại cả nhà vào một video tiếp theo.